Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến một cái phần tin tiếp nối cái bản tin của anh Thùy. Đó là từ cái hôm tranh luận của ông Trump, cái thành phố Springfield, Ohio bây giờ tự dưng nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng vì cái chuyện đó là ông J.D. Vance, ông kỳ thị di dân gốc người Haiti. Rồi giống như bây giờ cái điều tiếng quá thì những cái người mà kỳ thị như vậy đó, họ nhiều khi họ bất chấp, thưa quý vị, họ nghĩ là những người gốc Haiti ở đây ăn thịt chó mèo rồi họ cướp công ăn việc làm của người dân ở đây, rồi bắt những cái con pets của người dân ở đây. Cho nên vào ngày hôm qua tự dưng có một loạt những cái email, những cái cú phone gọi là sẽ đặt bom xả súng ở Springfield. Cho nên là sở cảnh sát mà họ nói là gọi đe dọa đây đó là sẽ cho nổ súng sở cảnh sát và sẽ bắn ở các văn phòng của chính phủ địa phương và ở trường học. Cho nên là họ cũng lo sợ, mặc dù phía cảnh sát họ nói là sau khi mà điều tra kỹ đó thì bây giờ không thấy có bằng chứng là sẽ có những cái chuyện đó, nhưng mà không biết được. Cho nên là bây giờ họ cũng khuyến cáo người dân ở Springfield đó, trong những ngày này đi ra đường cần phải cẩn thận. Thì thật sự ra đó là những cái người di dân gốc Haiti ở đây cũng tội nghiệp, trong thời gian này có thể họ phải cẩn thận hơn, bởi vì có thể họ sẽ bị những cái vụ mà tấn công như thế này từ những cái người mang cái tư tưởng quá khích kỳ thị. Và quay sang một bản tin khác thì thưa quý vị, mới đây, cảnh sát ở tại Indianapolis đã bắt giữ một cái tay đàn ông y lái Uber nhưng mà lại đi hãm hiếp và giết chết khách hàng của mình. Đây là hình ảnh của cái tên Francisco Valadez, 29 tuổi. Thì cảnh sát cho biết đó, vào sáng hôm thứ Hai, họ nhận được điện thoại của người dân, những người mà đi hiking ở trong một cái khu rừng đó, tìm thấy thi thể của một người phụ nữ. Thì sau khi mà cảnh sát đến thì họ nói là nhìn những cái bằng chứng bên ngoài thì có một cái vết thương chí mạng là do đạn bắn chết. Và sau khi mà giám nghiệm thì cảnh sát xác nhận cô này đó tên là Chanty Dixon, 30 tuổi. Thì cảnh sát họ nhanh chóng họ tìm được cái cell phone của cô cũng gần đó, cho nên là họ mở ra cái app, họ phát hiện là tối ngày hôm trước lúc khoảng sau 3 giờ rưỡi sáng, cô đã đặt một cái chuyến xe Uber. Tội nghiệp cô này, cổ làm stripper thưa quý vị, ở cái strip club khuya đi làm ra. Vâng, cảm ơn anh. Thì cô đặt một cái chuyến Uber, thì đương nhiên khi mà có cái thông tin như vậy, cảnh sát tìm ra được cái bảng số xe rồi cái tay tài xế nào của cái xe đó, cho nên là họ đã tìm đến cái tay Francisco này. Lúc ban đầu đó, y còn chối thưa quý vị, y đưa ra những cái câu chuyện bậy bạ khác để mà giải thích cho cái chuyện là tại sao rước cái cô khách này rồi thì đậu cái xe cách, tại vì cái khu rừng mà tìm được xác của cô đó thì cách cái căn nhà của cô khoảng chừng đâu có mấy trăm bước chân thôi. Thì phía cảnh sát mới đặt câu hỏi là tại sao đậu cái xe ở cái khu vực đó. Thì lúc đầu y đưa ra những cái câu chuyện tầm bậy tầm bạ, nó bất nhất với nhau, nhưng mà cuối cùng trước những cái bằng chứng không thể chối cãi thì y khai nhận là tại vì thấy cái cô này là vũ nữ khỏa thân, cho nên thấy người ta ăn mặc giống như là hơi sexy một tí thì nghĩ là người ta dễ dãi. Cho nên là sau khi mà cổ vào trong xe đó thì y khóa cửa xe lại, thay vì dừng ở trước cửa nhà thì chắc là y sống ở đây cho nên y biết cái hoàn cảnh địa phương. Y lái vào cái khu rừng phía sau nhà của cô này và tấn công tình dục cô gái. Đương nhiên cô gái cổ chống cự rất là dữ. Thì sau khi mà thỏa mãn thú tính rồi đó, y móc súng ra và bắn thẳng vào đầu của nạn nhân. Thì cảnh sát cho biết là mặc dù người ta làm cái nghề nghiệp đó, nhưng mà không có nghĩa là những cái tay như thế này có cái quyền lạm dụng thân thể của người khác để rồi sau đó thì đi giết người để mà che giấu cho cái tội ác man rợ của mình. Đây là bức ảnh của hai phụ nữ, hai con mèo. Bây giờ bản tin ghi nhận đó, hai con mèo này đều là MAGA hết, đều là ủng hộ ông Trump hết. Nhưng mà liên quan tới sự kỳ thị đó, thì hai bên choảng nhau thưa quý vị. Đây là bà Taylor Greene, Marjorie Taylor Greene, dân biểu đại diện cho tiểu bang Georgia.
một người MAGA thường xuyên xuất hiện đội mũ MAGA ủng hộ ông Trump, mê mệt ông Trump. Mà tại sao chúng tôi dùng chữ mê mệt, chúng tôi sẽ giải thích. Còn bên này đó là Laura Loomer, không thất bại trong việc tìm kiếm một cái ghế dân biểu, người đại diện cho Đảng Cộng Hòa, mê mệt ông Trump luôn và kẻ kỳ thị chủng tộc, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình trên YouTube và đưa ra những cái thông tin sai lạc, thậm chí chỉ trích, chửi bới di dân, rồi những kẻ kỳ thị. Và đây là cái nội dung cho thấy sự đụng độ rất lớn giữa hai người phụ nữ đều mê Trump. Và tại sao lại chỉ trích nhau? Thưa quý vị, đây là một đoạn ghi hình, vâng, đã được bà Haberman, bà Laura Loomer đăng tải. Kỳ thị khủng khiếp không thưa quý vị? Đây là bà viết trên X đây. Nếu như bà Kamala Harris thắng, tòa Bạch Ốc sẽ có mùi cà ri. Đó là những cái gì để cho thấy cái sự kỳ thị ghê gớm, mùi cà ri. Và sau khi lý do đó mà bà viết như thế này để kỳ thị bà Kamala Harris đó, là bởi vì trước đó đó, bên phía vận động tranh cử, bà đưa ra bức ảnh và bà nói rằng là ông nội bà nội đã đưa bà sang Ấn Độ để thăm, và đây là Kamala Harris. Họ hãnh diện vì nguồn gốc của họ. Thế nhưng thậm chí còn nói thêm nữa, call center. Rất nhiều công ăn việc làm ở tại Hoa Kỳ này bởi vì thuê mướn những người Mỹ mà nói tiếng Anh thành thạo đó, trả rất là cao. Cho nên quý vị nhớ là cả cái chuyện này nó xả mấy chục năm nay rồi. Khi chúng ta bây giờ mà gọi điện thoại tới hỏi nhà băng, và thậm chí chúng tôi nhớ hoài là gọi AT&T, ngày xưa có AT&T đó, gọi sang đó. Và bây giờ, ngay bây giờ luôn nữa, khi quý vị gọi điện thoại đi để mà tìm cái sự hỗ trợ đó, là call center. Thì call center phần lớn bây giờ là đặt ở bên Ấn Độ, do người Ấn Độ nhận điện thoại. Thì bà kỳ thị, bà viết như thế này nè: ô, nếu quý vị muốn gọi vào tòa Bạch Ốc để hỏi thì chắc chắn là họ sẽ chuyển sang những cái call center, những cái trung tâm nhận điện thoại, và những người này sẽ nói chuyện với quý vị mà quý vị cũng không hiểu. Nobody will understand. Tức là cả hai kỳ thị, tức là nói ở những kẻ đến từ Ấn Độ đó là toàn là ở call center, hoặc là những kẻ mà lừa đảo thực sự thì call center này cũng trở thành những cái trung tâm scam lừa đảo, cũng những người Ấn Độ. Quý vị có thể nhận được điện thoại, nói toàn là giọng Ấn Độ, quý vị đang thiếu thuế đó, quý vị không đóng tiền sẽ bị phạt, tiền điện của quý vị đã quá hạn mấy tháng rồi. Nhiều người Mỹ bị lừa từ những người Ấn Độ này. Nhưng mà không phải là vì vậy mà nói rằng tất cả những người Ấn Độ, bao gồm gốc gác là bà phó tổng thống, có thể trở thành tổng thống, rồi chưa kể nói là Ấn Độ ăn cà ri rồi vân vân. Giống như là nếu như một ứng viên tổng thống người Việt Nam đó, quý vị bầu những người này vào là toàn là mùi nước mắm, thịt kho, nước mắm vân vân. Chưa thấy cái sự kỳ thị. Ngược lại đó thì bà này là cũng là kỳ thị Hồi giáo. Bà cũng đã đưa ra những cái lời chỉ trích những người Hồi giáo sang đây là khủng bố vân vân hết. Cả hai đều là tư tưởng kỳ thị. Nhưng một bên là kỳ thị Hồi giáo và hiện nay là kỳ thị người Ấn Độ. Thế nhưng tại sao hai bên chỉ trích lẫn nhau? Bà Taylor bắn, bà Laura này không thể chấp nhận được vì những cái tuyên bố kỳ thị như thế. Không chấp nhận cho cái sự kỳ thị đó. Cá nhân của bà cũng kỳ thị Hồi giáo. Thì bây giờ người ta mới hiểu ra là bởi vì bà Laura này được ông Trump mời tham dự cùng trong cái cuộc tranh luận. Mỗi một người ứng viên đó có những người khác đi kèm theo, để trước đó đó những cái người này sẽ nói với ông Trump làm những gì. Và thưa quý vị, bà này đó là người cố vấn cho ông Trump để nói lên cái sự kỳ thị, đặc biệt là vấn đề di dân.
và đã dẫn đến cái chuyện mà chó mèo cãi nhau tấn công vào nhau. Chiều hôm nay trong phần tin tức nổi bật, chúng tôi sẽ đề cập hơn nữa về cái vấn đề của Springfield, Ohio và thực hư của những người Haiti đến đây có hại cho thành phố này hay không. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Kính chúc quý vị ngày làm việc thật nhiều niềm vui.